Ngày 17 tháng 7 năm 2011, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử FIFA Women's World Cup đã được tạo nên ở Frankfurt, nước Đức, khi Saki Kumagai thực hiện thành công cú đá luân lưu để giúp Nhật Bản vượt qua Mỹ ở trận chung kết. Điều đáng nói trong chức vô địch của Nhật Bản không chỉ đơn giản là khoảnh khắc mà Kumagai đã vượt qua những áp lực của cú đá quyết định, mà còn là cách cô và các đồng đội từng bước vượt qua những khó khăn trên con đường vô địch thế giới. Cho đến trước vòng chung kết năm 2011, Nhật Bản chỉ thắng 3 trong 16 trận đấu tại World Cup. 3 tháng trước khi giải đấu khởi tranh, đất nước mặt trời mọc còn phải hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần nghiêm trọng, đã cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người. Ngay cả những người mơ mộng nhất cũng không dám nghĩ đến việc đội tuyển xứ sở hoa anh đào có thể làm nên chuyện ở World Cup trên đất Đức. Nhưng rồi đại diện của châu Á đã tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ lần lượt đánh bại Đức sau 120 phút ở tứ kết, vượt qua Thụy Điển ở bán kết, rồi kéo đội tuyển Mỹ vào loạt sút luân lưu dù đã bị đối thủ dẫn trước 2 lần. Trên chấm 11m, tâm lý đè nặng khiến đội tuyển Mỹ đã hỏng cả 3 lượt đầu. Còn Nhật Bản thực hiện thành công 3 trong 4 cú sút để lên ngôi vô địch World Cup với chiến thắng 3-1 của loạt sút luân lưu. Trong lịch sử bóng đá thế giới, bất kể giới tính, chưa một đại diện nào của châu Á có thể làm được điều tương tự. Và tới thời điểm hiện tại, chức vô địch năm 2011 của đội tuyển nữ Nhật Bản vẫn là một trong những điều kỳ diệu nhất từng xảy ra trong bóng đá.